trồng cây này trước cửa nhà, bảo sao nghèo bền vững, làm mãi không giàu, cả nhà đau ốm triền miên. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, cây xanh là món quà tuyệt vời nhất mà tạo hóa đã ban tặng cho con người chúng ta. Cây xanh sẽ giúp lan tỏa cái bóng mát, thanh lọc không khí trong nhà và giúp cho cái mái ấm của bạn luôn được tràn đầy cái vượng khí tốt lành nhất. Chính vì vậy, nhiều người xưa ấy thường ưa chuộng cái việc trồng cây trước cửa nhà để hòa mình vào thiên nhiên và trời đất. Tuy nhiên, hiếm ai biết rằng mỗi loại cây thì mang một cái vận khí và mang một cái ý nghĩa khác nhau. Có những loại cây sẽ giúp thúc đẩy cái yếu tố phong thủy trong nhà, nhưng ngược lại cũng có không ít những loại cây mang cái ý nghĩa xấu, tuyệt đối không nên trồng trước cửa nhà, kẻo tán gia bại sản, rước họa vào thân. Vậy đó là những loại cây nào mà nguy hiểm đến thế? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Thưa quý vị có thắc mắc là vì sao ấy người ta lại ưa chuộng trồng cây xanh trước cửa nhà hay không? Đó. Thứ nhất, cái khu vực trước cửa nhà là một trong những khu vực quan trọng, khu vực trọng yếu mà gia chủ cần phải chú ý khi mà muốn trồng cây cảnh. Và nó hoàn toàn có thể giúp gia chủ gặp nhiều cái may mắn khi mà chọn đúng loại cây, chọn đúng nơi trồng. Thứ hai, khu vực trước nhà là khu vực giao thông của nhiều các loại khí khác nhau. Nếu mà chọn đúng loại cây hợp với cái bản mệnh của gia chủ ấy, thì sẽ giúp cho hấp thu được những luồng khí tốt, mang lại cái tài lộc và may mắn. Thứ ba, khi mà không xét về phong thủy ấy, thì cho dù bất cứ cái loại cây nào cũng giúp thanh lọc không khí, đúng không ạ? Và cải thiện cái không gian sống. Thứ tư, cây cảnh cũng là một cái vật trang trí nó phù hợp với nhiều ngôi nhà. Không những vậy, nó còn có thể mang lại cái vượng khí vô cùng tốt cho cả những căn nhà của bạn. Có một cái điều lưu ý là để mang lại cái hiệu quả tốt nhất thì gia chủ nên tránh các loại cây không nên trồng trước cửa nhà, bởi nó sẽ phạm những đại kỵ trong phong thủy. Tốt nhất nên dựa vào bản mệnh, dựa vào sở thích để chọn những cái loại cây phù hợp nhất. Có rất nhiều loại cây xanh có thể được lựa chọn để sử dụng trồng trong cái không gian phía trước ngôi nhà nhà bạn. Thông thường chúng ta có thể lựa chọn bất cứ cái loại cây cảnh nào phù hợp với cái sở thích và cái nhu cầu sử dụng. Tuy nhiên trong số đó sẽ có những loại cây mà không nên trồng trước cửa nhà, bởi chúng có thể sẽ ảnh hưởng đến cái tài lộc và mang lại những điều xui xẻo, mang lại nhiều điên đủi cho cả gia đình. Và dưới đây là những loại cây mang cái ý nghĩa phong thủy xấu mà gia chủ cần phải tuyệt đối tránh, không được trồng trước cửa nhà. Thứ nhất là cây mít. Thưa quý vị, ông cha ta thường nói cây mít có ma, cây đa có thần. Chính vì thế mà khi trồng cây mít trước nhà sẽ thu hút cái tà khí và là nơi trú ngụ của những hồn ma. Và đây hoàn toàn là cái điều không tốt cho sức khỏe và cho tinh thần của những thành viên trong gia đình. Trong bách khoa phong thủy ấy, thì cây mít là loại cây quen thuộc được trồng ở nơi chùa, đình, đền, miếu phủ, cũng giống như cây bồ đề, cây đại vân vân. Và dù ở chùa ấy, thì để hợp phong thủy thì cây mít cũng chỉ được khuyên trồng ở trong vườn, ở phía sau hoặc là hai bên của chùa, và không nên trồng ở trước cửa chùa. Vì trong phong thủy thì loại cây mít thường tạo ra cái năng lượng tiêu cực, không nên trồng trước nhà để hạn chế những cái điều không may xảy ra với mọi người trong gia đình. Cây mít thuộc giống cây đại thụ thân gỗ và thường có kích thước lớn, trung bình từ 8m đến 15m hoặc có thể cao hơn nếu mà được chăm sóc tốt. Có nhiều tán lá rậm rạp nên trồng cây mít ở trước nhà thì cũng không hề tốt. Nó gây cản trở cái dương khí, tức là cản trở cái nguồn ánh sáng, nguồn năng lượng mặt trời và ngăn chặn cái sinh khí, cái không khí lưu thông vào cái cửa chính nhà mình, tức là cái đại môn ấy. Đấy. Và trong khi đó, những chuyên gia phong thủy cũng khẳng định rằng trước ngôi nhà cần phải thoáng, rộng, sạch và không bị che khuất cái tầm nhìn, thì sẽ giúp mang lại cái vận khí tốt lành cho gia chủ. Thì ngoài ra, cây mít còn là cái loại cây rụng nhiều lá. Quả mít hư thì cũng gì rất dễ rụng, gây mùi hôi thối và dẫn dụ ruồi nhặn cũng như là các loại côn trùng, nên là gì sẽ không tốt cho sức khỏe của con người. Vì những nguyên do nêu trên ấy, thì chúng ta không nên trồng cây mít trước cửa nhà. Nếu bạn yêu thích cái hương vị, cái vẻ đẹp và cái giá trị của cây mít mang lại, thì các bạn hãy trồng cây mít ở vườn để tránh những cái lỗi xấu trong phong thủy. Đứng ở vị trí thứ hai, cây không nên trồng trước cửa nhà đó là cây dâu tằm.
Thưa quý vị, cũng giống như là cây đa, cây dâu cũng được quan niệm là không nên trồng trước cửa nhà. Cây dâu trong tiếng Hán ấy, được đọc như là từ tang, đúng không ạ? Vì vậy, người Việt thường hạn chế nhắc đến những từ liên quan đến cái chuyện tang tóc. Bởi là gì? Đó là cái chuyện tang ma, tang tóc và chuyện chết chóc. Nó biểu hiện của những điều không may mắn. Chắc là bạn cũng đã từng nghe khi bị ma nhập ấy, thì người ta thường lấy cái roi cây dâu đánh vào để xua đuổi tà ma. Vì vậy, theo quan niệm của các thầy phong thủy ấy, thì cây dâu kiêng trồng trước nhà để tránh những cái điều đen đủi cho gia chủ. Và nó cũng không phải là loại cây phong thủy tốt để trồng trước cửa nhà. Thứ ba là cây liễu. Thưa quý vị, trồng cây liễu trước cửa nhà sẽ làm cho gia chủ hao tài tốn của. Các bạn thân mến, cái phận liễu yếu đảo tơ ấy, thì thường được dùng để tả những người con gái có cuộc đời long đong lận đận. Từ liễu khi đánh vần lại có âm vần giống với từ lưu, tức là gì? Chảy, tức là đổ đi mất. Vậy nên khi trồng cây liễu trong nhà ấy, thì nhất là trồng trước cửa nhà sẽ khiến cho gia chủ gặp nhiều cái xui xẻo, hao tài tốn của và tài sản trong nhà sẽ đội nón ra đi. Hơn nữa, theo phong thủy thì nếu mà cây liễu trồng trước nhà sẽ dẫn dụ âm khí đến cái ngôi nhà của bạn. Cây liễu thuộc cái phần âm và không kết hạt. Đây là liên tưởng đến cái phần con cái, đúng không ạ? Tức là gì? Không có hậu vận tốt về sau. Vì vậy, trong các loại cây không nên trồng trước cửa nhà thì cây liễu cũng là một cái cây mà bạn cần phải hết sức lưu ý. Người ta chỉ trồng liễu xung quanh công viên hoặc là xung quanh hồ nước để tạo bóng mát và tạo ra cái cảnh phong cảnh đẹp mà thôi. Thứ tư là cây xương rồng cũng hạn chế cái tài lộc của cửa nhà bạn. Thưa quý vị, xét trong các loại cây phong thủy ấy, thì xương rồng là cái loại cây có sức sống rất là mãnh liệt. Trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt thế nào đi chăng nữa thì chúng vẫn có thể sống sót. Tuy nhiên, theo quan niệm phong thủy cũng như là cái văn hóa cổ xưa ấy, thì cây xương rồng chỉ nên trồng khi mà trong nhà có đám tang hoặc đám cháy. Cây xương rồng cũng giống như cây dâu, cây đa hay là cây mít. Đấy, nó cũng thu hút cái âm khí. Không những thế, cây xương rồng còn ngăn cản cái tài lộc đến với nhà bạn. Vì vậy, nếu mà bạn không muốn cái công việc bất ổn, công việc, cái cuộc sống hàng ngày nó khó khăn, thì cũng không nên trồng cây xương rồng trước cửa nhà. Nhưng bạn có thể đặt một chậu xương rồng nhỏ ở ban công hoặc là ở trong nhà thì lại có tác dụng ngược lại. Đó. Thứ năm, đó là cây dương xỉ thì không tốt cho sức khỏe của những người trong gia đình. Quý vị thân mến, chúng ta khi lựa chọn các loại cây trồng trước nhà thì không chỉ là cầu cái tài lộc may mắn, mà các bạn cũng nên chú ý đến phần sức khỏe của mình. Sức khỏe có tốt, có dồi dào thì mới có thể là làm cho cái tài lộc nó được hưng vượng và thực hiện được nhiều cái kế hoạch đặt ra. Vì vậy, trong số các loại cây không nên trồng trước cửa nhà thì phải kể đến cái cây dương xỉ, tránh ảnh hưởng đến cái sức khỏe của bạn cũng như là các thành viên trong gia đình. Cây dương xỉ thì có tán lá xanh đẹp nên được rất nhiều người ưa thích. Tuy nhiên, trong quan niệm dân gian ấy, thì cây dương xỉ lại là cây dẫn dụ ma quỷ và âm khí vào nhà, không mang lại cái may mắn cho gia chủ. Nếu xung quanh nhà bạn mà có cây dương xỉ bọc nhiều ấy, tức là nhà bạn ẩm thấp và có nhiều cái tính âm. Điều này thì không tốt cho sức khỏe của bạn và mọi thành viên trong gia đình. Vì vậy, các bạn nên kiểm soát cái cây dương xỉ nếu mà các bạn muốn trồng nó ở trước nhà. Thứ sáu, đó chính là cây đa. Quý vị thân mến, chúng ta đều biết rằng cây đa đã rất quen thuộc với người dân Việt Nam. Cây đa phát triển tốt, bóng cây đa thì to và rộng, tạo ra cái bóng mát. Nhất là với cái thời tiết oi ả, ấy, chúng ta thường thấy cái cây đa trồng ở nhiều ấy, ở cái nơi sân, đỉnh, đền, miếu, phủ hay là chùa chiền và những nơi tâm linh, những khu vực linh thiêng. Chứ không thấy ai trồng cây đa trước cửa nhà. Nhiều người quan niệm rằng cây đa là loại cây không xung nạp con người. Với hình dáng thân cây đa là to, thô, xù xì, nó sẽ khiến cho địa hình đất đai nó bị gì, lồi lõm và làm mất cân bằng cho cái ngôi nhà của bạn. Hơn nữa, cây đa còn là cái nơi mà trú ngụ của âm khí, không tốt cho gia đình của các bạn. Vì vậy, cây đa là một trong những cái loại cây mà không nên trồng trước cửa nhà. Nếu bạn định trồng ấy, thì hãy bỏ ngay cái ý định này đi. Hãy lựa chọn các loại cây khác có ý nghĩa phù hợp hơn, tốt hơn, quý vị nhé. Quý vị thân mến, các loại cây cảnh được trồng trước nhà thì không chỉ đem lại cái không gian sống của gia đình thêm được xanh mát, thêm được điều hòa, đúng không ạ? Mà còn mang đến cái ý nghĩa về mặt phong thủy. Lựa chọn cây trồng trước nhà
nó phù hợp, nó sẽ giúp mang lại nhiều cái may mắn, tài lộc và bảo vệ gia chủ khỏi những cái điều không may. Và từ đó sẽ tránh được những mâu thuẫn, những cái xung đột không đáng có. Nếu như mà các bạn vẫn đang băn khoăn, chưa biết trồng cây gì trước nhà để vừa đem lại cái tài vượng, lại vừa gì tạo cái khoảng không gian xanh, thì các bạn có thể tham khảo những loại cây sau đây mà tôi sẽ chia sẻ cho quý vị. Thứ nhất là cây ổi. Quý vị thân mến, cây ổi nó thuộc loại cây bóng mát, nó vừa giúp điều hòa không khí, lại vừa dùng để che nắng, rất hiệu quả, đem đến cái không gian mát mẻ và trong lành. Ngoài ra, hiện nay thì có rất nhiều loại ổi được tạo dáng cái hình bonsai với những cái kích thước khác nhau, sẽ giúp làm tăng cái tính nghệ thuật và làm đẹp cho cái cảnh quan xung quanh. Ở trong phong thủy, cây ổi tượng trưng cho sức sống mãnh liệt, cho sự cứng rắn. Khi trồng cây ổi trước cửa nhà thì gia chủ sẽ có nhiều cái cơ hội, nhiều cái cơ may làm ăn và mang đến cái sự ấm no, sung túc, đầy đủ hạnh phúc cho gia chủ. Như vậy, có nghĩa là trồng cây ổi trước nhà là cái điều mà hoàn toàn nên làm. Theo các chuyên gia phong thủy, cây ổi không kén người trồng. Vì thế, gia chủ thuộc mệnh hoặc là tuổi nào thì cũng có thể trồng được cái loại cây này. Thưa quý vị, nhiều người ví cái sinh khí nó như là một cô nàng tiểu thư đài các, thích sự sạch sẽ, ngăn nắp, thích hoa thơm quả dại. Nên là một căn nhà sạch sẽ, nở hoa bốn mùa, cây cảnh xanh biếc ấy, cũng sẽ giúp thu hút cái sinh khí vào trong nhà. Còn chủ nhân mà khi nhìn thấy cái cảnh quan này cũng sẽ cảm thấy vô cùng dễ chịu và hài hòa. Và gì muốn ở nhà nhiều hơn. Tuy nhiên thì cũng cần lưu ý về khi mà đặt trồng những loại cây to lớn đấy, và nên chọn vị trí trồng bên trái, bên phải, hoặc là gì chọn những loại cây nhỏ thấp như cái cảnh bonsai đấy, thì trồng ở phía bên nào cho phù hợp. Đó, thứ hai là cây cau. Quý vị thân mến, ngày xưa ông bà ta có câu trước cau sau mít, đúng không ạ? Trồng cây cau trước nhà là rất tốt, bởi cây cau nó giúp tăng cái nguồn năng lượng dương, nó giảm cái nguồn năng lượng âm, nó ảnh hưởng đến ngôi nhà, đúng không ạ? Nhờ đó mà nó mang lại nhiều cái điều may mắn, mang lại tài lộc cho gia chủ. Thì ngoài ra, cây nó là cái vật chắn để bảo vệ ngôi nhà khỏi những cái điều xấu xa. Hơn nữa, theo các chuyên gia phong thủy, thì người Việt thường có nhiều câu châm ngôn đúc kết từ cái kinh nghiệm của ông cha ta. Trong đó có quan niệm là trước cau sau mít, là cái kinh nghiệm để bố trí cái cây cảnh trong nhà. Trước kia, bởi cái ngôi nhà đa phần đều quay về hướng Nam, và gì các hướng mà lân cận như là Đông Nam, Tây Nam để đón cái gió mát cũng như là tránh đi cái ánh nắng từ phía Tây hoặc là gió lạnh từ phía Bắc. Cho nên cái phần trước ngôi nhà ấy, hay là trồng những loại cây thân cột thẳng nổi bật như là họ cau, dừa, thiên tuế, vân vân đấy, để không ngăn cản cái nắng sớm và gió mát, lại vừa được cái dáng vươn thẳng cao đẹp đẽ, tạo ra cái sinh khí cho cái ngôi nhà. Quý vị thân mến, căn nhà hiện nay dù đã có ít nhiều cái thay đổi về thiết kế, song cái quan niệm này vẫn được giữ nguyên cho tới tận bây giờ. Vì thế, một lần nữa có thể khẳng định cái việc trồng cau trước nhà là cái việc hoàn toàn chính xác. Nhưng có một vấn đề là các bạn cần phải lưu ý về cái vị trí và cái số lượng cây cau khi mà chúng ta xác định trồng trước nhà. Trong cái nghệ thuật bài trí cây cảnh, cây trồng ấy, thì số cảnh, số cây ấy, cũng lấy theo cái số lẻ. Vì quan niệm của phương Đông cho rằng thì cái số lẻ nó tượng trưng cho cái số sinh, nó tượng trưng cho sự sinh tồn, sự nảy nở, sự vĩnh cửu. Thì ngoại trừ cái số 2 là nó thể hiện cái sự hòa hợp âm dương của trời đất. Để biết được là trồng mấy cây cau trước nhà thì các bạn có thể tham khảo cái ý nghĩa của từng con số dưới đây. Từ đó sẽ lựa chọn ra cho mình cái số lượng cây phù hợp. Số 2 là thể hiện cái sự đối lập nhưng mà gì mang cái tính hài hòa bền lâu. Số 2 là cái thể hiện cái sự theo cặp, theo đôi. Đó. Vậy nên là nó cũng thể hiện cái sự là gì? Đồng nhất với âm dương. Vậy nên là chúng ta cũng nên sử dụng hai cây để trồng. Tiếp theo là số 3 là số lẻ, đó, là thể hiện cái mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên. Những cái nét văn hóa truyền thống theo quan niệm là trên dưới gia đình này, mong muốn là con người được cuộc sống là an nhiên hạnh phúc đó. Hoặc là cũng theo cái thuyết tam tài là thiên địa nhân, hoặc là cái thuyết tam tài ấy là gì thủy hỏa phong, hoặc là tam đa là gì phúc lộc thọ, tức là gì con cháu được đề huề, nhiều tiền của, sống lâu. Và khi mà dùng ba hoặc là một cây ba tán, hoặc là một ba cây chung một gốc, vân vân. Cái số 5 ấy là thể hiện cái quy luật của vạn vật của đất trời, thể hiện cái niềm tin của tôn giáo, thể hiện quy tắc cương thường của con trai, ước mong con người có được cuộc sống là ấm no hạnh phúc.
Cái số 7 là thể hiện cái mong ước của con người đối với cuộc sống và xã hội. Số 9 là cửu phẩm, nó thể hiện cái ước mong trong gia đình, trong dòng tộc được danh giá, có cái cuộc sống giàu sang và được cậy nhờ khi mà gặp khó khăn. Với những cái lý giải cụ thể trên thì các bạn đã dễ dàng lựa chọn cái số cây cau trồng trước nhà phù hợp với cái mong muốn của mình, và cũng tùy vào cái diện tích cũng như là cái không gian nó nhà các bạn nó phù hợp thế nào thì các bạn nên bố trí như vậy thì sẽ hợp lý hơn. Đó. Thứ ba là cây tre, cây trúc. Thưa quý vị, các loại trúc thì có dáng thanh mảnh, cao, ráo, là một cái loại cây phong thủy trước nhà rất là phù hợp. Loại cây này thì mang nhiều cái tính mềm mại, dù gặp mưa gió, gặp điều kiện khắc nghiệt thì chúng vẫn đứng vững và đứng hiên ngang. Do đó, trúc và tre là biểu tượng của sức sống, của sự trường thọ. Nó là cái biểu hư tượng của sự đoàn kết vững chắc, bởi trúc và tre thì sống theo khóm, sống theo bụi, đúng không ạ? Và sinh trưởng tốt dù sống ở nơi đất cằn sỏi đá thế nào đi chăng nữa. Cây trúc là cái hình ảnh của gì? Trời đất rộng dài, trường xuân vĩnh cửu. Trong phong thủy, cây trúc trước nhà nó đem lại cái may mắn, tốt lành, xua đi những cái rủi ro, xua đi những cái vận xui của gia chủ. Dáng vẻ mộc mạc, thanh cao của cây trúc cũng thể hiện cái sự sống bình yên và tao nhã. Trồng cây này trước cửa nhà nó sẽ mang đến cái sự may mắn, an lành cho mọi người trong gia đình. Trong tâm thức của nhiều người, trúc cùng với tre là hai loại cây biểu tượng cho cái sự ngay thẳng và sự uy phong. Cái hình dáng của cây ấy, thanh mảnh, cao ráo và chia làm nhiều đốt. Hai loại cây này thì mang những cái tố chất cốt lõi của người quân tử. Kiên trung bất khuất dù gặp cái mưa gió bão bùng thế nào đi chăng nữa. Chính vì vậy, cái việc trồng trúc hoặc là tre trước cửa nhà ấy, có khả năng xua đi những cái rủi ro, đem lại cái may mắn cho gia chủ. Cây trúc và cây tre thì cũng rất dễ trồng, dễ chăm sóc, bởi chúng thích nghi tốt và không chiếm nhiều cái diện tích. Chúng sống bốn mùa đều xanh tốt, trúc luôn xanh tươi nên rất phù hợp trước cửa nhà. Trong phong thủy, cây trúc có thì tính âm cao nên là rất thích hợp đặt ở những nơi có tính dương khí cao. Nghĩa là gì? Ở những nơi có nhiều người đi lại như là cầu thang hoặc là hành lang, đúng không? Hoặc là những lối đi lại hoặc là gì? Hai bên trước cửa nhà. Không những thế, trúc còn giúp làm sạch cái không khí bằng cách là lọc hết những cái bụi bẩn trong không khí, nên là bạn sẽ được hưởng thụ một cái bầu không khí an lành, tươi mới. Bên cạnh đó thì nhiều người cũng có quan niệm khi mà đặt một chậu trúc trên bàn làm việc trong nhà ấy, thì sẽ giữ cho gia đình luôn được yên ấm, tránh được những cái xung đột không hay. Đấy. Còn nếu mà đặt trên bàn làm việc ấy, thì cái sự nghiệp sẽ luôn suôn sẻ, hanh thông và có nhiều cái may mắn, có nhiều cái cơ hội để thăng tiến. Đấy. Đôi khi thì gì? Phất lên như diều gặp gió. Đồng thời, cây này cũng có khả năng trừ tà rất là tốt. Vì thế, từ lâu nhiều gia đình đã lựa chọn trồng cây trúc trước cửa nhà với cái ý nghĩa là cân bằng âm dương, điều hòa cái không khí, mang lại cái niềm may mắn, an lành cho các thành viên trong gia đình. Quý vị thân mến, cái việc lựa chọn được cái loại cây phong thủy phù hợp để trồng trước nhà ấy, sẽ mang lại cho các bạn cái phúc lộc dồi dào, vạn sự hanh thông, thuận lợi như ý muốn và được phất lên như diều gặp gió. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.